chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến, trong 3 tuần qua, chúng ta đã tìm hiểu về liên kết câu trong đoạn văn. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về liên kết đoạn văn. Trong một đoạn văn, các câu phải liên kết với nhau, thì đoạn văn mới rõ ràng, dễ hiểu. Cũng vậy, trong một bài văn, các đoạn trong bài phải liên kết chặt chẽ với nhau, thì bài văn mới mạch lạc, sáng sủa. Muốn liên kết các đoạn văn với nhau, chúng ta có 3 phương thức. Thứ nhất, liên kết bằng các phương thức liên kết. Thứ hai, liên kết bằng câu nối. Và thứ ba, liên kết bằng đoạn nối. Trước hết, chúng ta tìm hiểu liên kết bằng các phương thức liên kết. Hai đoạn văn có thể liên kết với nhau bằng các phương thức liên kết mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài liên kết câu. Đó là cách lập, cách thế và cách nối, vân vân. Ví dụ, nếu Chúa đã đưa chúng ta vào cõi đời này, thì Người cũng sẽ đem chúng ta ra khỏi thế gian này. Chỉ tiếc cho những ai đã không dùng thời giờ Chúa ban để chuẩn bị cho cuộc ra đi về nơi vĩnh cửu. Thế nên, để thời giờ trở nên hữu ích trong cuộc sống này, chúng ta hãy chuẩn bị như năm cô trinh nữ khôn ngoan trong Kinh Thánh. Các cô sẵn sàng đèn dầu để chờ đón chàng rể đến. Hai đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng phương thức lập từ vựng. Từ thời giờ và chuẩn bị ở cuối đoạn trước được lặp lại ở đầu đoạn sau. Từ thế nên ở đầu đoạn sau là nối quan hệ từ. Do vậy, hai đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Thứ hai, liên kết bằng câu nối. Câu nối là câu nằm trong đoạn nhưng không thể hiện nội dung chủ đề của đoạn văn mà chỉ làm chức năng nối kết đoạn. Về mặt cấu trúc, sự có mặt hoặc vắng mặt câu nối không ảnh hưởng gì đến cấu trúc của đoạn văn. Do vậy, câu nối có thể đứng ở đầu hoặc cuối đoạn. Thứ nhất, câu nối ở đầu đoạn văn. Ví dụ, ở đoạn trước, chúng ta trình bày phương thức pháp tương đồng. Ở đầu đoạn sau, chúng ta viết: bây giờ ta chuyển sang trình bày phương pháp tương phản. Câu nối ở cuối đoạn trước. Ví dụ, cuối đoạn trước chúng ta viết: chúng ta hãy phân tích văn bản sau đây để thấy rõ điều đó. Sang đoạn sau, chúng ta phân tích văn bản. Thứ ba, liên kết bằng đoạn nối. Đoạn nối có thể là một hoặc hai câu chỉ làm chức năng nối kết đoạn trước và đoạn sau nó, không mang một nét nghĩa gì của văn bản. Ví dụ, dưới đây chúng ta sẽ lần lượt xem xét các cấu trúc nòng cốt. Trước hết là nòng cốt đặc trưng. Hoặc trở lên là mấy điều về giảng văn. Sau đây là việc làm cụ thể khi chuẩn bị một bài giảng văn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về liên kết đoạn văn. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay, tôi sẽ đặt hai đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Phần các bạn hãy xác định xem tôi đã dùng phương thức liên kết gì nhỉ? Thứ nhất, tạ ơn và cầu nguyện là tâm tình sâu lắng của những người thực hiện chương trình chuyên đề giáo dục. Tâm tình ấy ngày càng dâng cao khi chuyên đề số 200 đang đến gần. Con số 200 có thể còn bé nhỏ so với khao khát được mãi phục vụ quý vị.
nhưng cũng đủ lớn để chúng ta dừng bước trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện. Tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa ban, cầu nguyện để chương trình ngày càng thăng tiến. Hai đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng phương thức lập từ vựng. Từ tạ ơn và cầu nguyện và con số 200 ở cuối đoạn trước được lặp lại ở đầu đoạn sau. Do đó, hai đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Câu số 2. Thánh Augustino đã nói, cầu nguyện là sức mạnh của con người và là sự yếu đuối của Thiên Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa rất dễ chạnh lòng thương khi con người nài xin ân huệ của Ngài bằng lời cầu nguyện. Hơn nữa, trong tông huấn niềm vui của tình yêu số 227, Đức Thánh Cha Francisco viết, gia đình cùng nhau cầu nguyện thì hiệp nhất bên nhau. Thật vậy, cầu nguyện làm cho các gia đình ngày càng yêu thương và hiệp nhất. Hai đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng phương thức lặp từ vựng. Từ cầu nguyện ở cuối đoạn trước được lặp lại ở đoạn sau nhiều lần. Từ hơn nữa, ở đầu đoạn sau là nối quan hệ từ. Do vậy, hai đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Câu số 3. Giáo dục đức tin cho con trẻ là trách nhiệm của cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ không biết phải làm gì để con em mình hiểu biết về Thiên Chúa, về Kinh Thánh. Vì thế, chương trình chuyên đề giáo dục xin gửi tới các bậc cha mẹ cuốn Truyện Tranh Kinh Thánh. Đây là cuốn Kinh Thánh trọn bộ, thuật lại những câu chuyện nổi bật trong Kinh Thánh. Nhờ hình ảnh và màu sắc được trình bày mỹ thuật, các em sẽ thích thú đọc và sẽ nhớ lâu hơn. Hai đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng phương thức lặp từ vựng. Từ Kinh Thánh ở cuối đoạn trước được lặp lại nhiều lần ở đoạn sau. Từ vì thế, ở đầu đoạn sau là nối quan hệ từ. Do vậy, hai đoạn văn có sự liên kết chẽ với nhau. Câu số 4. Trong một thế giới đầy chia rẽ, lòng thương xót đang ở đâu? Trong một xã hội đầy hận thù, phải chăng lòng thương xót đã biến mất? Trong một thời đại vô cảm, liệu con người còn có lòng thương xót? Thấy rõ sự chia rẽ, hận thù và vô cảm trong xã hội ngày nay, Đức Thánh Cha Francisco đã viết, lòng thương xót là luật cơ bản ngự trị trong trái tim của mỗi người. Đang nhìn chân thành vào đôi mắt của anh chị em mình trên đường đời. Thế nên, lòng thương xót chính là bản năng cao đẹp mà mỗi người cần phải nuôi dưỡng và phát huy. Hai đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng phương thức lặp từ vựng. Từ chia rẽ, hận thù và vô cảm ở đoạn trước được lặp lại ở đoạn sau. Đặc biệt, từ lòng thương xót là chủ đề được lặp đi lặp lại nhiều lần trong hai đoạn văn. Thế nên, chúng có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui có tựa đề Hôn Nhân Tân Thời. Lan mới ở tuổi ô mai và còn ngây thơ lắm. Một hôm bé xem tivi thấy sau nghi thức hôn phối ở nước ngoài, cô dâu chú rể hôn nhau trước mặt mọi người. Lan thắc mắc hỏi mẹ, mẹ ơi, hôn nhau bằng môi có nghĩa là gì hả mẹ? Bà mẹ đỏ mặt trả lời cho qua chuyện, thì là cô dâu chú rể hứa không cãi nhau nữa. Lan đưa tay bịt miệng. Chết rồi, anh tân hôn con hoài mà con và anh ấy vẫn cứ cãi nhau. Bà mẹ của bé, hả? Các bạn thân mến,
Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Mỹ từ Pháp. Mến chào, tạm biệt các bạn.